Em thấy bạn đỡ yếu đuối quá, không có tự tin gì hết. Hoàng Sang lặp lại câu nói này nhiều lần trong suốt quá trình mai bối với Mỹ Ngọc, khách mời nữ của bạn muốn hẹn hò, khiến Quyền Linh và Ngọc Lan không khỏi bức xúc. Trong tập phát sóng hôm 21 tháng 5 năm 2022 của Bạn Muốn Hẹn Hò, khán giả đã có dịp chứng kiến màn kết đôi có phần oái oăm giữa anh chàng kinh doanh mắt kính Hoàng Sang, hiện sinh sống tại Trà Vinh, và cô nàng Mỹ Ngọc là giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Cần Thơ. Hoàng Sang tiết lộ anh đã trải qua hai mối tình, trong đó mối tình thứ hai kéo dài 4 năm thu hút sự quan tâm của khán giả. Tiết lộ lý do chia tay với người cũ, Hoàng Sang thú nhận là do cả hai bất đồng quan điểm. Bạn nữ đó hay trễ hẹn, lề mề, đôi khi hay đi dậu, em nói thì bạn chửi. Quen nhau 4 năm nhưng cô ta chửi em liên tục 4 ngày nên chia tay luôn. Hoàng Sang đặt ra ba tiêu chuẩn là một người phụ nữ phải cao như người mẫu, chững chạc và phải hiểu người chồng của mình. Anh khẳng định ba tiêu chí này sẽ không bao giờ thay đổi. Về phía Mỹ Ngọc, cô bày tỏ bản thân đã từng trải qua 2 đến 3 mối tình. Hình mẫu bạn trai của cô giáo dạy tiếng Anh là người phải nam tính, có đạo đức, có chút tài lẻ. Mỹ Ngọc không thích người uống rượu và hút thuốc. Sau khoảnh khắc mở rào cho cả hai được gặp mặt đối phương, Hoàng Sang đề cập ngay đến chuyện muốn Mỹ Ngọc chuyển công tác về Trà Vinh sinh sống. Nghe được yêu cầu từ phía chàng trai, Quyền Linh đặt vấn đề liệu Hoàng Sang có thể xin một vị trí cho cô công tác tại chỗ anh được không? Vì nếu làm nghề mà nơi đó có người mình yêu nữa thì càng tốt. Trong suốt cuộc trò chuyện, Hoàng Sang nhiều lần chê bạn nữ yếu đuối, không có sự tự tin. Lập tức Quyền Linh liền lên tiếng bênh vực, người ta là cô giáo, chưa đến lúc phải thể hiện. Em còn mong muốn điều gì ở cô gái thì nói luôn để anh giải quyết tiếp. Kể cả khi Mỹ Ngọc thể hiện tài lẻ ca hát và nhận về không ít lời khen ngợi từ hai MC lẫn khán giả, trường quay, thì Hoàng Sang vẫn tiếp tục cho rằng Mỹ Ngọc chưa đủ tự tin và chưa cảm nhận được gì về bạn gái. Điều này khiến Quyền Linh phải gục ngã vì sự khó tính của anh chàng. Dù vậy, ông Mai Bà Muối cùng cả hai khách mời vẫn tiếp tục trò chuyện để cố gắng tạo điều kiện tìm ra điểm chung cho hai người. Hoàng Sang quay lại vấn đề mấu chốt, em có sẵn sàng xa quê để đi dạy học không? Nghe đến đây, Ngọc Lan liền hỏi phản lại, em có xin được trường cho người ta dạy không? Chàng trai khẳng định mình có thể xin được, nhưng anh sợ môi trường mới không hợp có thể làm bạn nữ thấy nản. Khẳng định của Hoàng Sang khiến Quyền Linh phải lập tức hỏi lại, sao em biết không hợp, dạy học ở đâu cũng như nhau, quan trọng về đó có ai để người ta tự tin kề vai sát cánh hay không thôi, cái đó do người đàn ông hết. Sau rất nhiều tranh luận, Hoàng Sang vẫn khẳng định em thấy bạn nữ này không có tự tin. Chưa để anh nói hết câu, Quyền Linh bức xúc, thôi vậy nghỉ đi, nãy giờ nói chuyện rất nhiều rồi, nhưng chàng trai vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Kết quả đúng như dự đoán, cả hai đều từ chối bấm nút và không chọn đối phương. Trước khi chào tạm biệt, Quyền Linh cho biết anh đã rất cố gắng mai mối nhưng chàng trai vẫn không cảm nhận được. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đồng ý với quyết định của Mỹ Ngọc. Một người viết, cô gái thứ hai không bấm, thật là một quyết định sáng suốt. Người khác bình luận, rồi xong, nghe chàng trai thứ hai nói tiêu chí chọn người yêu mà phát hoảng. Hay chúc mừng cô gái thứ hai, anh chàng này không phù hợp với con đâu. Bạn Muốn Hẹn Hò là talk show thực tế dành cho những người trên 18 tuổi nghiêm túc trong việc tìm kiếm tình yêu. Chương trình dựa theo format của Punchai Date, talk show hẹn hò nổi tiếng của đài truyền hình Kansai TV của Nhật Bản. Chương trình này có tỷ lệ khán giả theo dõi cao ngất ngưỡng và được đông đảo bạn trẻ Nhật Bản yêu thích.